Hello, xin chào các bạn đã đến tới video tập 3 bài chính. Thì hôm nay mình sẽ nói với các bạn về chủ đề về bất report. Thì bất report là gì? Thì như những video trước mình đã tìm hiểu slot là gì, test case là gì, review là gì, rồi cách mình tìm lỗi như thế nào, lỗi nó có những lỗi nào. Ví dụ như là ở các bài trước các bạn học là testing basic đó, là mình sẽ biết sơ sơ về lỗi là gì, rồi mình tìm lỗi như thế nào, rồi đúng không? Rồi bài 6 mình cũng biết là những cái lỗi bất là lỗi nào và cách tìm bất như thế nào, cách báo cáo như thế nào, cơ bản thôi. Thì cái nó sẽ trong cái video ngày hôm nay nó có một cái video chính luôn, là nó sẽ chỉ cho bạn về cái cách mà mình làm báo cáo. Thì đây là một trong những cái video mà rất là quan trọng. Tại sao? Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái lượng tiền mà bạn kiếm được á. Có nghĩa là khi mà bạn báo cáo mà không có chuẩn thì nó thứ nhất là sẽ đánh giá là cái kỹ năng mà chưa có tốt. Rồi khi mà bạn báo cáo không đúng yêu cầu của nó, nên là bạn sẽ không được approve, không được duyệt, là sẽ bạn không có tiền, bạn không biết cách báo cáo, bạn có không đúng, không đúng chuẩn à, thì tất cả mọi thứ đó sẽ không được duyệt. Mà không được duyệt, mình đang muốn kiếm tiền mà không được duyệt là không có tiền. Nó còn thể hiện là bạn, cái trình độ của bạn là đang tới đâu nữa. Ví dụ nhìn một trong một cái báo cáo mình sẽ biết là cái trình độ người đó là ở đâu. Một nhìn vô báo cáo mà mình thấy là cái người đó ghi rất là nhiều, đúng không, ghi rất là nhiều nội dung mà nó không có thật sự, nó không có sắp xếp, và cái người đọc nhìn vô nó bị rối, thì chứng tỏ là cái người mà báo cáo là nó không có kỹ năng báo cáo. Thì trong cái bài hôm nay, mục đích nó sẽ dạy cho bạn là cái mình báo cáo như thế nào và cái cách báo cáo như thế nào là cho đúng. Thì thật sự đối với UTest đó mình đánh giá rất là cao, đối với những UTest mà nó chỉ những cái bài học và như thế này. Ngay cả khi mình đi làm ở công ty á, những công ty như Samsung, Toshiba, Sony, trước đó mình làm cái nhà này á, thì hầu như là không ai chỉ mình là cái cách báo cáo như thế nào. Nghĩa là khi mình ra trường mình làm, mình vô cái nghề này mình biết là mình làm thôi, chứ không ai mà chỉ cái cơ bản là bất là gì, test case là gì hết á. Nên là đối với khi UTest mà họ làm ra một cái website gửi dự án cho bạn mà nó dạy bạn những cái việc mà cơ bản như thế này á, thì mình thấy là mình thích UTest là như vậy á. Nó rất là chú trọng đến cái việc cái nghề này và nó chỉ rất là chi tiết. Và khi khi mà bạn bạn đọc cái bài video này á, thì không những là nó giúp ích cho bạn là trong cái việc mà bạn làm kiếm tiền online, mà nhiều khi nó lại còn giúp ích cho bạn là trong công việc nữa. Bạn sẽ học được rất là nhiều thứ mà áp dụng vào công việc ở công ty của mình á. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái bài bất report, chúng ta cùng tìm hiểu. Thì trong cái mục bất report các bạn thấy là nó cũng list trên rất là nhiều thứ. Thì trong đó là nó muốn bạn hiểu á, cái bất report là gì, khách hàng nó biết, muốn bạn biết á, là làm thế nào để viết một cái bài bất report. Bất là lỗi, bất report là báo cáo, làm sao để viết một cái báo cáo lỗi cho đúng chuẩn. Rồi nó sẽ chỉ bạn làm sao để sửa cái lỗi đó, sửa cái bất report. Rồi nó còn nó nói về vấn đề về severity, là cái độ ưu tiên một cái những cái giá trị mà bạn tìm được trong cái báo cáo lỗi là gì. Bạn phải hiểu như cái đó. Rồi nó còn nói là những cái thông tin nào cần thiết trong cái báo cáo. Rồi bất rejection là gì, rejection là từ chối, và bất rejection là gì. Rồi confirm issue ra những confirm là xác nhận, issue là lỗi, confirm issue feature là gì, non issue là gì. Trong mà khi bạn tham gia một cái dự án, bạn sẽ đâu đó bạn sẽ thấy cái từ non issue. Và khi mà bạn, nếu mà bạn thật sự bạn hiểu cái từ non issue, bạn nhìn vô cái là bạn biết nó đang nói cái gì liền. Còn bạn không hiểu, bạn lại vô bạn đọc thì nó sẽ mất thời gian nha. Non nghĩa là những cái mà đã biết, issue là lỗi, là những cái lỗi đã biết. Khi mà bạn tham gia một cái dự án, nhiều khi nó sẽ list ra 10, một list danh sách những cái lỗi mà đã biết. Thì khi bạn nó sẽ thường nó sẽ đưa cho file Excel, thì bạn thấy cái đó bạn biết là khi mà bạn tìm lỗi, bạn sẽ tránh những cái lỗi mà đã biết đi. Những cái lỗi nào mà nó đã biết rồi thì bạn sẽ không cần phải báo cáo. Tại vì khi bạn báo cáo một cái vấn đề cho nó mà nó đã biết cái vấn đề đó rồi, thì chắc chắn là nó sẽ không approve. Tại vì nó approve á, nó duyệt là nó phải trả tiền cho bạn một cái lỗi mà nó đã biết, thì nó không có giá trị gì hết đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái vấn đề đầu tiên.
quá trình bất report là một cái file báo cáo lỗi thôi, hiểu như vậy là được. Và trong cái file báo cáo lỗi đó nó sẽ ghi tổng kết, nó sẽ tổng hợp những cái vấn đề về cái lỗi mà bạn biết. Nó sẽ chứa tất cả những thông tin quan trọng giúp cho cái người đọc có hiểu hiểu được và họ tái hiện lại, điều điều là tái hiện lại để và có thể sửa được cái lỗi đó. Có nghĩa là bạn là cái người báo cáo, okay. Bạn là người báo cáo thì chắc chắn là sẽ có người đọc đúng không? Là cái báo cáo đó sẽ được gửi cho một cái người thứ hai. Vậy thì cái người thứ hai làm gì mình không cần biết, mình chỉ cần biết mình là người báo cáo, thì cái báo cáo của bạn á nó phải chứa những cái thông tin mà nó hữu ích mà theo cái yêu cầu của cái người mình làm cho cái công ty đó. Rồi cái người mình cái báo cáo của mình phải giúp cho cái người đó họ đọc họ hiểu nhanh, tại vì họ đọc cái báo cáo của bạn họ không hiểu, thì sao họ họ duyệt được. Cái thứ hai họ không hiểu họ phải đọc rất là lâu họ mới hiểu thì họ sẽ mất thời gian, rồi họ không hiểu thì họ sẽ không xác định được cái lỗi và báo cáo lỗi gì, họ đâu có sửa được đúng không? Đó. Rồi khi mà báo cáo thì nó sẽ chỉ bạn báo cáo như thế nào nè, mà nó khi bạn click vào cái nút vì vào cái xìu thì để báo cáo thì nó nói vậy thôi, chứ mình khi mình tham gia dự án mình sẽ thấy mình tự mình biết thôi, mình chỉ hiểu định nghĩa được. Rồi nó giải thích rất là chi tiết bất kỳ bọt. Rồi trong một cái file báo cáo á, giả sử như bạn làm UI bạn chưa bao giờ bạn gửi báo cáo trong test thì cái này mình sẽ giải thích cho bạn hiểu. Còn đối với những người mà đã tham gia những dự án trong test rồi thì có thể là nhìn vô đây họ là họ sẽ biết liền. Nhưng mà bây giờ mình đang giả sử là bạn là những người newbie thì mình sẽ giải thích hơi chậm chút, mặc dù thấy ghi hơi nhiều á, mà ghi mình sẽ chậm và nhanh chậm chút để cho các bạn hiểu ha. Thì khi bạn gửi một file báo cáo thì bạn mường tượng ở trong file báo cáo nó sẽ có những thông tin gì, tương ứng những cái thông tin đó thì nó sẽ giải thích những cái thông tin trong một file báo cáo những có những thông tin gì, thì những thông tin đó nó sẽ tô đậm ở đây nè. Khi mà bạn báo cáo cho cái hệ thống của UTEP nó sẽ có cái mục là title, nó sẽ có cái mục là cho bạn chọn là cái loại lỗi loại gì, nó sẽ có cái mục nó hỏi bạn á frequency, nó hỏi bạn frequency rồi là cái tần suất bị như thế nào, rồi nó có cái mục nó hỏi bạn có rail duty, bạn phải chọn là đầu tiên của cái lỗi đó là cao hay thấp, nó là chọn nè, chọn cái lỗi ưu tiên của cái lỗi là bạn sẽ thao lượng lỗi và giá trị là bạn phải xác định nó là nghiêm trọng hay là nghiêm trọng hay hơi hay là vừa thấp, thì nó nằm ở một rào đầu tiên. Rồi thường á cái chỗ mà rào đầu tiên á mà bạn chọn cái chỗ ba cái này nè là nó sẽ tính tiền dựa vô cái này, nó sẽ tính tiền á, ví dụ lỗi bằng được duyệt mà bạn báo cáo là critical có thể là tiền nó sẽ cao hơn ba cái hàng còn lại, hiểu không? Rồi mấy cái environment nghĩa là khi bạn tham gia một cái dự án bạn làm á thì bạn sẽ làm cái nền rau với hệ điều hành gì đó, những cái đó thiết bị gì hệ điều hành gì này nọ version mấy thì những cái đó nó gọi là environment, là cái môi trường mà làm là phần mềm máy browser nào. Thì bạn thấy cái chữ environment là bạn hiểu là đang nói cái vấn đề đó. Rồi nó có những cái mục đề quan trọng nè. Khi mà trong một cái file báo cáo á, nó sẽ có một action perform nè, một embedded result nè, một actual result nè. Là sao? Action perform á là khi mà bạn gửi một file báo cáo, bạn là nghĩa là bạn bạn tìm ra một cái lỗi, bạn báo cáo cái lỗi đó. Thì bạn sẽ ghi trong báo cáo là ghi cái gì? Mục đích mình là gì? Mục đích mình là báo cáo cái lỗi đúng không? Báo cáo cái lỗi thì mình phải chỉ cho người ta là cái lỗi nằm ở đâu. Đầu tiên là mình phải chỉ cho người ta cái lỗi nằm ở đâu. Như vậy khi mà bạn sử dụng một cái phần mềm, một cái ứng dụng mà bạn chỉ người đó đó cái lỗi nằm ở đâu á là nó nằm ở một action perform nè. Vậy thì mình phải ghi như thế nào nó vậy đó, cho nó ngắn gọn mà nó dễ hiểu nhất để cho cái người đọc á họ tìm được cái lỗi nhanh nhất theo cái báo cáo của bạn. Thì nó yêu cầu nó ghi là bạn phải viết cái những cái hành động của bạn á để tạo ra cái lỗi đó như thế nào, và chắc là bạn phải dùng theo những cái bước mà nó được điểm số. Thí dụ như vậy,
Thí dụ như có một cái người đến hỏi bạn là anh ơi, chỉ tôi đường đi từ 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 từ, từ đây đến cái quận 3 đi. Thì đầu tiên các bạn phải chỉ là bước 1 là anh phải đi đến cái chỗ đó. Sau đó bước 2 anh quẹo phải, bước 3 anh đi quẹo trái, rồi cái thứ năm anh đi thẳng thì anh sẽ tới cái chỗ đó. Thì nếu mà bạn ghi một là gì, hai là gì, ba là gì, bốn là gì thì cái anh đó anh sẽ có cái hình dung, có hình dung theo từng bước, từng bước, từng bước thì họ sẽ anh nó sẽ đi dễ hơn. Hai vì bọn nó là anh đến cái chỗ đó rồi anh nhìn theo cái hướng đó, rồi sau đó anh quẹo chỗ đó tới cái đó thì nó sẽ khó theo dõi, đúng không? Thì trong quá trình mà bạn tìm lỗi á, nó cũng vậy, nghĩa là bạn xác định cái lỗi nó nằm trong cái vùng của cái khu vực của cái ứng dụng đó hay là cái chỗ đó. Thì bạn nói là bước 1 mở cái đường, mở ứng dụng, khi cái người đó sẽ đọc, họ thấy họ sẽ làm theo của bạn là bước 1 mở ứng dụng. Sau đó bước 2 vào setting, vào cài đặt, thì người đó sẽ đọc xuống hàng, bạn ghi là số 2 vô cài đặt, thì cái người đọc có thể thấy ừ vậy thì vô cài đặt, thì nó sẽ theo từng bước, từng bước, từng bước rồi bạn sẽ dẫn đến cái điểm cuối cùng để ra cái lỗi đó. Nên là cái một bài action mà phát minh đó, nó là number step, có nghĩa là những mà phải ghi thật các bước. Bước 1 làm gì vô đâu, bước 2 vô đâu, bước 3 nó vô, mà bạn phải ghi từ lúc ban đầu đến lúc cuối là từ A đến Z luôn, chứ bạn không có ghi bước 1 mà để đi đến điểm Z nào. Nên nó ghi là start room opening ứng dụng là vậy. Sau khi bạn chỉ ra cái nơi mà nó bị lỗi rồi á, thì nó sẽ hỏi tiếp, trong cái báo cáo nó sẽ có một cái mục gọi là hỏi mục là actual thì sao, là nó cái kết quả nó đang bị cái gì. Actual là thật ra là nó đang bị, thật ra kết quả thật là nó đang bị cái gì, là bạn diễn đạt là nó đang bị lỗi cái gì á, thì bạn diễn đạt ở chỗ mà actual thì sao. Sau đó cái chỗ mà expected thì sao, có nghĩa là vậy thì mày mong, expected là mong đợi, mong muốn cái lỗi đó nó sửa như thế nào. Thì thường cái câu mà expected result á là cái câu phủ định của actual result, nên là bạn ghi diễn đạt cái câu trong actual result trước, sau đó bạn phủ định cái câu này á thì nó sẽ ra câu expected result. Thì mình hay dùng vậy cho nó nhanh. Thì ba cái này là ba cái quan trọng nhất. Còn những cái chỗ mà error message đó, thì ví dụ như bạn khi mà trong một số ứng dụng họ bạn thấy cái lỗi, nó sẽ có thông báo là nó bị hiện ra một cái bóp bóp báo là lỗi gì đó, lỗi gì đó. Nếu mà có trường hợp mà nó có cái là cái thông báo đó thì bạn viết copy cái thông báo đó, bạn ghi vô đây. Còn nếu mà không có thì thôi. Attachment là đính kèm, bạn phải biết cách lấy ha, chụp hình màn hình cái chỗ cái lỗi nó bị lỗi, quay video lấy lóc cho cái lỗi đó, rồi bạn attach cái file lên. Như vậy thì đây có thể là giải thích những cái phần quan trọng nhất của một cái file báo cáo không? Đây là những phần quan trọng nhất của file báo cáo thì bạn phải hiểu. Thì nãy giờ mình giải thích các bạn cho bạn á, là này mình giải thích theo cái mình đang hiểu á, mình cũng không có đọc những câu này đâu nhiều đâu, mà thật ra nó như vậy đó. Rồi. Rồi mấy cái này bạn không cần đọc ha, mình chưa cần đọc cái chính đó, bạn cái này nè mấy cái bất lợi bật là gì. Rồi ok, mình sẽ đi tiếp chỗ mà How to write a bucket board, là làm cách nào để viết một cái bucket board. Thì thật ra ở đây nó sẽ có video hết rồi các bạn. Nếu mà bạn không hiểu á, bạn có thể mở video mình coi. Còn mình sẽ giải thích nhanh là cách làm, cách nào để viết, còn nó nhấn mạnh cái vấn đề gì ha. Nó nói á, làm sao để viết một cái bucket board đúng không? Thì nói là cái video ở trên nó sẽ cho bạn thấy biết là cái cách nào mà để viết một cái báo cáo mà nó có chất lượng cao, và những cái bước mà người test sẽ cần phải follow. Đầu tiên bạn phải là tìm ra một cái lỗi đó, patch là cái lỗi đó nó bị lỗi. Sau đó bạn và bạn nhấn vào cái nút report cái xìu, và bạn điền tất cả những thông tin vào cái chỗ trống của cái file, hay là cái trong cái file mà báo cáo đó, là nó sẽ có những cái chỗ trống đó, nó list sẵn, nó để sẵn hết rồi, mình cần điền vô thôi. Sau đó bạn nhấn nút submit. Thì để khi mà bạn là newbie á, chắc chắn là bạn sẽ không có hình dung được là
Nãy giờ mình nói là nó cái gì, nghĩa là bạn định nghĩa lý thuyết thì bạn hiểu, nhưng mà bạn không có hình dung ra cái hình, cái việc mà thực hành nó như thế nào, thì bạn nhấn vào nút báo cáo ha, nhấn vào cái video này. Rồi cái chỗ mà bất report fill là cái chỗ mà nãy mình mới giải thích nãy, thay thọ action perform nè, thì thật ra cái này là nó giải thích lại nè, và nó ghi những cái phần mà quan trọng nhất của cái trong cái file báo cáo. Thì các bạn thấy là cái phần quan trọng nhất của file báo cáo đó, là cái tên của cái lỗi đó, bất kể cái vấn đề và lỗi gì thì cái lỗi đó phải có một cái tên. Thì bạn phải đọc ở đây, nó ghi là những cái vấn đề mà nên làm và không nên làm nè, nó là cái tựa của cái lỗi á, nó phải khớp với cái format của overview. Rồi bạn phải trong cái bạn phải diễn đạt trong thay không thay thò, bạn phải diễn đạt được cái lỗi đó nó bị ở đâu, the area bug were found nè, có nghĩa là cái thay thò bạn phải đọc vô là biết nó đang bị ở đâu liền. Nó là cái thủ thuật á, ví dụ như bạn là lỗi đang bị lỗi là nó đang bị là ví dụ như là ví dụ như nó bị là khi mà bạn xài điện thoại đi, bạn chuyển cái ngôn ngữ sang tiếng Việt, khi mà bạn đang dùng điện thoại tiếng Anh, sau đó bạn muốn chuyển ngôn ngữ qua tiếng Việt thì bạn phải vô một setting, một cài đặt, ở trong một cài đặt có một ngôn ngữ, để trong cái một ngôn ngữ bạn chuyển từ tiếng Anh qua tiếng Việt thì mới được đúng không? Thì khi bạn sử dụng bạn chuyển từ vô cài đặt để vô ngôn ngữ rồi bạn chuyển qua tiếng Việt thì nó báo lỗi mà không chuyển được, thì bạn xác định cái đó là bị lỗi, ví dụ như vậy. Thì khi đó mình sẽ gửi một file báo cáo, thì trong cái file báo cáo mình sẽ có một cái tựa, một cái thay thò mình đặt cái tên cái lỗi đó đúng không? Thì bạn đối với những trường hợp đó, ví dụ như trường hợp đó, thì cái thay thò bạn á phải thể hiện là cái lỗi đó nó đang bị ở đâu, nên là nó là describe the area này. Thì đối với trường hợp mà mình mới dùng đi ví dụ đó, là nó đang bị lỗi ở trong một cài đặt, một ngôn ngữ trong một cài đặt, thì vậy thì cái thay thò bạn phải có cái chữ là in language, in, tức là ở trong ngôn ngữ, cái một ngôn ngữ ở trong một setting. Cannot change the language, cannot change Vietnamese language in language in setting, có nghĩa là không thể đổi, cannot change into Vietnamese, cannot change into Vietnamese in language menu in setting, ví dụ vậy. Có nghĩa can not change language, Vietnamese language, nghĩa là mình đang nói vấn đề là không thể thay đổi sang tiếng Việt, đang bị cái gì, là cái cụm đầu tiên, sau đó là bị ở đâu, in language in setting, nghĩa là ở ở ở cái mục mà cài đặt. Như vậy bạn chỉ cần nói ngắn gọn như thế người ta hiểu rồi. Rồi describe the bug, chính xác, không được viết hoa, không được viết cái browser name ở một title nếu mà người ta không có yêu cầu. Rồi sử dụng những cái ký tự mà viết hoa ở cái từ mà bắt đầu của cái từ thôi, mấy cái này nó ghi chi tiết quá. Rồi action mà perform là bạn, nó lặp lại là bạn phải đánh cái những cái bước của mà thực hiện cái lỗi đó nè, bạn phải viết theo step nè, rồi bạn phải rồi cái này bạn tự đọc ha. Thật ra những cái vấn đề này á, những cái mục này á là bạn đọc lý thuyết thôi, bạn phải có một cái, bạn phải kiếm, bạn phải mở video này nè để mà bạn thấy cái nó diễn đạt như thế nào á, là bạn sẽ hiểu thêm. Bạn mà đọc lý thuyết thì bạn chỉ hiểu 50%, 60% thôi, bạn xem cái video á, trong cái video nó sẽ vô cái đó nó thực hành luôn á, bạn lướt qua nhanh thì bạn sẽ hiểu 50% còn lại, bạn phải thấy nó thì bạn mới hiểu, bạn mới sure nó là đang nó như thế nào. Còn hiện tại giờ mình đọc hiểu mà mình tưởng tượng ra nó thôi, nhưng mà mình nghĩ là chắc bạn hiểu hết rồi đó. Nói như mình, tại vì cái này sự nó không có gì khó. Rồi nó phần phân loại lỗi nữa nè, có nghĩa là khi trong cái file báo cáo nó sẽ yêu cầu bạn phân loại lỗi nó là lỗi gì, nó bị nhiều hay không,
hay là lâu mới bị bạn lỗi này có lỗi bị nghiêm trọng hay không đó, thì đó nó để mà nó phân loại, nó xác định, nó phân loại rồi nhóm như vậy mình giải thích rồi, bé tập thì sao là gì, ác tu thì sao là gì, đúng không? Thì mình sẽ không có lặp lại attachment nè. Nó là bạn không có đừng có upload nhiều nhiều file quá, upload một file thôi, đừng có upload những cái file video lớn quá, để mà không upload những cái file mà video mà nó có dung lượng nặng quá thì bạn cài cái phần mềm mà Handbrake hay là mấy bạn Handbrake đây nè, để giảm dung lượng nó, giảm dung lượng file video thôi. Bạn phải chắc chắn là những cái file mà bạn đưa lên nó phải mở được rồi xong. Cái tiếp cái một cái tiếp là làm sao để sửa cái báo cáo. Trong cái trường hợp báo cáo có thể nó bị thiếu thông tin hoặc nó bị sai, thì trong trường hợp nó bị thiếu thông tin, nó bị sai, bạn có thể bị reject, bị từ chối. Rồi mà trong trường hợp mà bạn không bị reject mà thằng testing á, TTL á, nó yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin thì nó sẽ hiển chữ info request, thì mà khi nó thấy bạn hiển chữ info request thì bạn vô cái mục đó bạn edit lại và bạn sửa lại thông tin, bạn thêm thông tin cho nó vậy thôi, ý của cái mục này là vậy á. Còn mà làm thế nào để mà sửa thì bọt thì dễ, mình vô nhắc trực tiếp cái chỗ thì bọt nó có nút sửa edit á, thì mình edit và chỉnh sửa thôi chứ không cần gì đâu mà mình thấy nó ghi dài quá, mà cái này cũng đâu có gì đâu mà phải ghi dài ta. Ok, bạn chỉ hiểu vậy thôi ha. Không, cái này cũng không có nên để kéo dài thời gian. Severity value có nghĩa là nó đang nói vấn đề về cái độ ưu tiên của cái lỗi. Thường thường cái này nó sẽ ảnh hưởng tới cái tiền của mấy bạn. Khi là khi bạn báo cáo lỗi nó sẽ bạn phải phân định là nó đang thuộc cái lỗi nào. Nó sẽ là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, lỗi này nó bình thường hay là lỗi thấp. Nếu bạn nào mà nghiêm trọng thì bạn sẽ trả tiền được được trả tiền rất là cao. Thì nhưng mà để mà mình phân định đúng đó, thì bạn phải hiểu định nghĩa như thế nào là nghiêm trọng. Đối với những cái lỗi mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến đến cái việc mà đặc điểm tính năng chính của cái ứng dụng đó, hoặc là nó có thể ảnh hưởng tới việc khả năng sử dụng của ứng dụng nghiêm trọng đó, thì lúc đó bạn sẽ cho nó là lỗi critical. Nó có những cái ví dụ như những cái lỗi bị crash là cái lỗi bị băng ra, đang sử dụng bị đóng băng, bị đơ, bị băng ra, à, nó sẽ hoặc là những cái lỗi mà nó ảnh hưởng đến những tính năng chính đó, mà không thể sử dụng được stuff functionality stuff, mà không thể sử dụng được những tính năng đó luôn. Ví dụ như bạn sạc điện thoại mà bạn gọi điện thoại mà bạn không gọi được nó, những cái lỗi đó là lỗi nghiêm trọng. Hoặc là bạn gửi tin nhắn cho bạn của bạn mà bạn không gửi được, thì có phải là tin nhắn là cái tính năng quan trọng nhất của cái điện thoại không? Mà bạn không gửi được thì nó những cái lỗi đó thì gọi là critical. Vì bạn phải hiểu cái định nghĩa này thì bạn mới mới chọn là cái lỗi lỗi đó nó nằm ở mức ưu tiên nào. Còn nếu bạn chọn sai cái lỗi á, ưu tiên á, thì cái người mà test trên đà họ sẽ chọn lại. Nhưng mà bạn nên là chọn đúng. Hai nè, là những lỗi mà hai severity là những cái lỗi mà nó có thể là ảnh hưởng đến chức năng chính của ứng dụng, và những chức năng này nó cũng mang ý nghĩa cao, nhưng mà nó không có ảnh hưởng dẫn đến cái việc mà gây là việc mà giống như là ngừng sử dụng cái tính năng, ngừng sử dụng luôn cái ứng dụng đó, họ vẫn xài được, nhưng mà có thể là cái lỗi nó thuộc chức năng chính thôi, nhưng mà vẫn có thể xài được. Ví dụ như là mình xài điện thoại thì bạn gửi tin nhắn xong rồi có một cái chữ là bạn không gõ dấu được, mặc dù bạn gửi được nhưng mà có một số từ bạn không đánh dấu được, không có gõ dấu tiếng Việt được, một số từ thôi chứ không phải là toàn bộ nha, thì cái đó nó cũng ảnh hưởng, nó bị lỗi ở tính năng chính, nhưng mà không gõ dấu được nhưng mà một số từ họ vẫn gõ được và họ vẫn gửi tin nhắn bình thường, thì nó không ảnh hưởng đến việc khả năng sử dụng của cái ứng dụng đó, mặc dù nó bị lỗi tính năng chính, thì những trường hợp đó bạn có thể đánh chữ hai. Rồi những cái lỗi mà thấp hơn nữa thì mình đánh chữ minimum, thấp hơn nữa thì mình đánh chữ low. Ví dụ những lỗi mà bị sai chính tả là spelling là content, là ví dụ đang xài cái website nó là tiếng Việt tự nhiên mở vô mình thấy nó tiếng Anh, thì
nó thiếu, nó ghi sai chính tả gì đó, những cái lỗi về hình ảnh nó bị miss, bay nó bị hỏng đẹp, nó gợi hành nó bị mất, thì cái lỗi đó là lỗi low. Rồi đó là mình đánh giá cái độ ưu tiên của cái lỗi đúng không? Thì sau khi mà mình lập thì báo cáo xong á, nó sẽ mỗi một cái lỗi vậy nó sẽ đánh giá coi là nó có giá trị không, mà sẽ có một cái bảng giá tiền đó, nó sẽ canh theo cái lỗi này. Nếu mà bạn thấy mà cái lỗi bằng báo cáo là nó được xếp vào lỗi exceptionally valuable thì cái tiền của bạn ảnh hưởng được lãnh sẽ cao, bởi vì cái bất của bạn, cái lỗi của bạn nó có ảnh hưởng lớn tới việc cái khả năng của độ nghiêm trọng của sản phẩm, ví dụ là trước khi nó tung ra thị trường mà bạn tìm ra một cái lỗi mà có thể ảnh hưởng đến uy tín của nó, hoặc là dẫn đến cái thể là khách hàng là không sử dụng được cái ứng dụng của nó. Thì khi bạn tìm ra giúp cho nó giảm được cái chi phí rủi ro mất khách hàng ảnh hưởng uy tín thì những trường hợp đó gọi là exceptional valuable. Còn những trường hợp mà very valuable có thể là nó sẽ tương ứng với những trường hợp mà high severity nè, những cái lỗi mà high severity thường thường nó sẽ được duyệt là theo cái lỗi là very valuable. Còn những cái lỗi mà nghiêm trọng hay là thường thường nó sẽ được xếp vào cái lỗi là exceptional valuable. Thì hai cái này nó giống giống nhau á. Rồi bất report information field thì cái này nó giải thích lại nữa, bất kỳ bọn là cái file báo cáo nè, nó có những cái field là nó sẽ có, nó có ví dụ nào bạn thấy không? Bất kỳ bọn nó sẽ có, đầu tiên là nó có cái một title nè, cái này là title mấy bạn, bạn thấy title không? Bạn nhìn như title bạn biết là nó đang xài điện thoại 13 nè, hệ điều hành Android, hệ điều hành 15.6 nè, rồi nó đang test cái monitor nè, và nó đang bị gì, nó bị là user nó bị stuck mà bị stuck bị ở đâu, nó hiện nó ghi in là monitor information win bị ở màn hình monitor. Thấy cái này thầu nó ghi ngắn gọn mà dễ hiểu không, mình do biết nó đang xài bị ở điện thoại nào, xài hệ hành máy, rồi nó bị cái gì, rồi nó bị ở đâu. Ở dưới nó có một mà action mà perform, là mà thấy cái chỗ mà action mà perform nó ghi không, nó ghi theo bước là bước 1 là vô mở gì là bước 2, bước 3, bước 5, 6, 7, 9, 10, sẽ nó ghi actual result nè, sẽ nó ghi embedded result nè đó, embedded result là phủ định của actual result đó. Nè, actual result thì nó sẽ giải thích là bạn đang bị cái gì nè. Còn mà embedded result thì nó giải thích là bạn mong muốn nó sửa như thế nào. Còn cái chỗ mà action perform là bạn cung cấp tất cả những cái bước cần thiết để tái hiện lại cái lỗi đó. Mà thấy nó rất là chi tiết, những cái bước cần thiết không, nó sẽ có 10 bước đúng không? Nhưng người ta chỉ cần nhìn theo đây, người ta làm theo để ta phát hiện thôi. Rồi cái này nó lại lặp lại cái chỗ hồi nãy nó đang bị trùng, không trùng trùng quá nha, mình sẽ không còn đọc đâu anh, mất thời gian đó. Rồi mình sẽ đi tới cái một cái tiếp là bất rejection. Cái bất rejection đó là khi mà bạn báo cáo một cái lỗi mà trường hợp cái lỗi bạn không được gì á, nó có thể nằm ở trong những cái lý do như thế này, đó là thuộc do mà bạn báo cáo một cái lỗi nó là thuộc của dạng mà WAD là working như design, cái là thiết kế nó như vậy rồi nó không thể thay đổi được. Còn duplicate nghĩa là bạn đã báo cáo một cái lỗi mà trùng một lỗi người khác. Out of scope là những bạn đã báo cáo một cái lỗi mà nó nằm ngoài cái yêu cầu của dự án. Rồi bạn did not follow instruction nghĩa là bạn đã báo cáo một cái lỗi mà không theo hướng dẫn. Vậy là bạn phải đọc cái mục overview á, mục instruction hướng dẫn kỹ. Rồi và need more information là nghĩa là bạn đã báo cáo một cái lỗi mà đã bị thiếu thông tin, thì nó sẽ cần need information, thì có thể là khi mà bị thiếu thông tin đó bạn có thể bị reject luôn, từ chối gì luôn. Và khi mà cái lỗi mà khi mà cái bất bằng bị từ chối gì đó thì bạn có thể dispute, có nghĩa là bạn có thể kháng kháng cáo kháng nghị
là bạn sẽ kể với nó là ừ, tại sao lại từ chối lỗi của tôi. Thì trường hợp đó nó sẽ cho bạn được cái quyền là kháng luôn. Rồi. Nhưng mà khi mà bạn kháng không thành công thì bạn sẽ bị trừ điểm nha. Rồi nó chỉ bạn là làm cách nào để kháng cái lỗi mà nó bị. Thật sự mấy cái này không quan trọng với bạn. Thật sự khi mình báo cáo lỗi thì các bạn nên ghi cái lỗi á, nó đầy đủ thông tin để tránh những trường hợp mà bị reject. Còn trường hợp mà khi mà bạn đã báo cáo lỗi mà bị reject thì bỏ qua đi làm việc khác cho nó nhanh. Tại vì khi mà bạn kháng mà không thành công á là nó sẽ trừ điểm bạn á, bạn bị tội nó còn nặng hơn. Rồi confirm issue picture, cái confirm cái issue picture là có nghĩa là cái một cái file báo cáo nó cần bạn xác nhận để mà cho phép những cái người tester xác nhận cái bất kỳ vào bởi một a bên nó tester. Cái là sao, có nghĩa là nó muốn tận dụng cái nguồn nhân lực của mấy bạn. Nên trong một cái dự án gì một cái người tìm ra cái lỗi đó, xong rồi cái thằng phải có một cái người phải review cái lỗi vào bản báo cáo đúng không, thì thay vì như vậy thì nó sẽ dùng cái người tester này để mà review cái người tester kia. Thì cái trường hợp đó nó gọi là confirm issue feature. Thì nếu mà bạn review một cái lỗi mà của người khác á thì bạn nó sẽ hiển thị cộng 1, thì bạn sẽ được có tiền, có thể là được có tiền á. Nè, ở đây nó sẽ ghi được lợi ích nếu mà bạn làm việc đó, là nếu mà bạn làm việc đó thì bạn được approve thì bạn sẽ có một số lượng tiền nhỏ, rồi bạn hay là bạn được một cái số đánh giá cao, được rating cao. Rồi. À, cái này thực sự không quan trọng ha. Rồi no issue thì mình cũng đã giải thích rồi. No issue là những cái lỗi mà mình đã biết. Nó viết tắt là KI. Mà khi mà mình đã biết rồi thì mình không có báo cáo nữa. Mà thường khi mà bạn tham gia một cái dự án, những cái lỗi mình đã biết đó, nó sẽ ghi trong đó, nên các bạn an tâm. Rồi bây giờ mình đi đến một phần best practice. Best practice thì nó sẽ ghi cho bạn làm thế nào để mà bạn báo cáo sẽ thành một người chuyên nghiệp. Thì để báo cáo chuyên nghiệp thì bạn phải ghi đúng theo yêu cầu của nó, đọc đúng cái hướng dẫn của nó, và bạn phải làm đúng giờ, phải tỏ ra làm người chuyên nghiệp, rồi bạn phải ghi tiếng Anh cho nó chuẩn. Nó sẽ có ví dụ luôn nè, be professional, nó có ví dụ để mà bạn học hỏi nè. Đó thì thật sự cái bài này á nó có cái phần quan trọng, đó là nó sẽ giúp cho bạn hiểu bất bất lì bọc là gì, rồi nó sẽ chỉ cho bạn cách viết bất lì bọc. Thì cái mà quan trọng nhất của cái video này á, là bạn phải biết làm thế nào để viết một cái bất lì bọc đúng chuẩn và chuyên nghiệp. Còn những cái việc khác đó, nó không quan trọng lắm, ví dụ như là nó kia bất rejection hay là confirm issue feature là sẽ không quan trọng lắm. Khi bạn tham gia dự án là bạn sẽ gặp là bạn sẽ biết liền. Còn những chỗ mà ha ha bất được thực sự là cũng không cần đâu, mà khi bạn đã báo cáo lỗi được rồi thì bạn có thể sửa nó bình thường thôi. Bạn nhắc vào cái lỗi mà bạn đã báo cáo thì nó có mấy cái chữ edit đó, bạn sửa thôi. Rồi như vậy là mình đã xong cái bài video của Academy tập 9 bất report. Như vậy thì bạn đã hiểu là làm thế nào để báo cáo một cái file bất report rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe bài chính.